Tập đoàn nhà nước Ukrprom của Ukraine đang nghiên cứu phát triển và sản xuất đạn pháo 155mm theo tiêu chuẩn Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Trong cuộc họp về sản xuất vũ khí và thiết bị cho nhu cầu của lực lượng an ninh và quốc phòng Ukraine, người phát ngôn của Ukrprom, Natalia Sek cho biết, Ukrprom đã thành thạo việc sản xuất đạn cối 82mm, đạn pháo 122mm và 152mm, cũng như đạn xe tăng 125mm. Đạn pháo 155mm theo tiêu chuẩn NATO cung cấp nhiều tùy chọn tài trọng, bao gồm cả đạn nổ mạch, he, khói, chiếu sáng và đạn chung. Tập đoàn nhà nước Ukrprom của Ukraine đang nghiên cứu phát triển và sản xuất đạn pháo 155mm theo tiêu chuẩn Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Một trong những tiến bộ đáng chú ý nhất trong công nghệ pháo binh hiện đại là việc tích hợp các hệ thống dẫn đường chính xác vào đạn 155mm. Ủy ban đặc quyền, cơ quan chuyên trách kỷ luật của Quốc hội Anh, đang điều tra xem ông Johnson có lừa dối Hạ viện về các bữa tiệc tại dinh thủ tướng trong thời gian nước này thực hiện các biện pháp hạn chế nhằm phòng chống đại dịch COVID-19 hay không. Nếu việc đình chỉ kéo dài hơn 10 ngày, các cử tri trong khu vực bầu cử của cựu thủ tướng có thể yêu cầu ông tái ứng cử để tiếp tục làm đại diện cho họ trong cơ quan lập pháp.